Xin chào anh em. Trước mặt anh em đây là Khương Duy nhá. Khương Duy tuyệt vời, vừa đẹp vừa tuyệt vời. Với full ngọc cam, chiến hồn cam luôn. Rồng thì 3 sao. Đồ thì đang bộ đồ 18, phẩm chất 18. Nói chung là cái arc này thì dồn toàn bộ vào con Khương Duy này luôn này. Hiện tại đây là cái arc của một anh tên là Vũ Minh Đức. Cái arc này thì đã vừa lên 7 triệu tròn được chiến với VIP 3 luôn. Cái arc này đang ở server 6 thì phải, server 6. Từ cái lúc mà ra cái giao diện Noel thì mình chưa làm clip. Thì hôm nay làm luôn cái clip về cái arc này luôn. Và cảm ơn anh Đức cho mình mượn cái tài khoản này để làm cái clip. Thì với cái đội hình thục anh em. Đội hình thục Khương Duy 11 này, Mã Siêu 11, bị 10. Đó. Mã Lương thì cũng 9 này, còn Gia Cát Lượng cũng 7. Gia Cát Lượng cũng 7. Đồ thì chưa được chú tâm cho lắm, nhưng mà đã được chiến 1,2 triệu rồi. Với 4 cái chiến hồn cam, 1 chiến hồn hạ phàm, 1 tím và bất hoại 13 cũng tím. Bảo vật đang 32 nhá. Thú thì 3 sao. Nói chung là đến cái con Khương Duy này, mình thấy con Khương Duy này là một trong những con tướng mà với cái phẩm chất 12 thì khá là ngon. Rất là ngon đấy. Con này mà dồn nhiều vào nó thì đánh rất là thấm. Cái chiêu cấm hồi máu nữa hay phết. Nói chung là không có điều kiện để mà nuôi cái con Gia Cát Lượng thì anh em nên chú tâm vào những cái con tướng mà có cái chiêu thức với lại cái sát thương cao ở trong team. Với cái phẩm chất 12 cũng được, không cần chú tâm quá vào con tướng đỏ đâu. Rồi tướng tinh thì cho anh em qua xem qua cái tướng tinh dồn chủ yếu vào cái con, chắc chắn là sẽ vào con Khương Duy rồi. 32 là con Gia Cát Lượng này, 30 là Mã Lương, 34 là Bị, 32 Siêu, 35 là Duy và con main thì là 32. Nói chung là dồn khá là nhiều con Khương Duy. Tí mình cho anh em xem cái sức mạnh của đây, đánh thấm lắm, mắc thấm luôn. Ni hỏa châu, cái bảo vật thì 33 của con Khương Duy. Đây xếp trận, đây xếp trận thì Gia Cát Lượng đứng đầu với cái chiêu thức đánh 3 thằng tướng, có khả năng làm đóng băng tướng luôn. Đấy, sẽ hạn chế được cái chiêu thức của tướng địch gây ra cho tướng mình. Bị này, Khương Duy. Đó, Siêu, Main và Mã Lương. Anh em nào chơi cái đội hình này thì cũng biết rồi. Quan trọng là ở cái đồ với lại cái bảo vật. Đó. Đồng hành thì có con Triệu Vân thôi. Triệu Vân thì chiếu mượn tướng này vẫn chưa ra. Triệu Vân chắc chắn là sẽ còn khá là lâu mới ra đấy. Chưa ra con Triệu Vân đâu. Triệu Vân bên VNG còn rửa còn chán mới ra con Triệu Vân. Rồi vừa rồi thì cũng vừa update được cái lễ hội, cái hoạt động lễ hội. Ở đây thì đã ra mắt cái cách để cho anh em kiếm cái bộ trang phục xương nợ, bộ trang phục đây bộ trang phục gì nhỉ, quên mẹ tên rồi. Bộ trang phục đây, bộ trang phục ngạo xương pet Kung Fu Panda với lại con với lại cái bộ trang phục kim long nữa. Ngạo xương là một cái bộ trang phục mới ra mắt đó, nó rất là đẹp. Mình cũng chưa có cơ hội để thử cái trang phục đó. Mãnh liệt thiên sĩ hà, bộ trong bị với phẩm chất 10 20. Ở bên Nhạc Phi đã có một cái bộ trang bị cho một con tướng với phẩm chất 20 rồi, rất là chất lượng và châu chó luôn. Nói chung là cái trận hình này đánh đấm thấm lắm, mắc thấm luôn. Đây, mình cho anh em xem cái sức mạnh của con Khương Duy, con Gia Cát Lượng nói chung, cũng như là cái arc này nói riêng. Đánh thì nó thấm chết mẹ luôn. Đây rồi, Gia Cát Lượng đầu tiên sẽ có cái chiêu thức là đóng băng tướng tỷ lệ thôi nha, chứ không phải là đóng băng đấy, đóng băng một con tướng, có thể là đóng băng 3, có thể là 2, đấy là còn tùy vào cái tỷ lệ phần trăm nữa. Đấy, Khương Duy là 600.000 hay là 6 triệu, mình chưa nhìn rõ. Khóa trị liệu hai con tướng hàng ngang, hàng dọc. Mình cũng chưa nghiên cứu sâu về cái đội hình lắm đâu, nhưng mà mình cũng chưa biết được là cái đội hình này thì nó sẽ có con tướng nào để hồi lộ đấy. Mình cũng chưa nghiên cứu sâu lắm. Bây giờ cái hiện tại bây giờ thì là cái build đội hình thì là có thêm một con hồi máu này, con hồi lộ. Đấy, thêm một con hồi lộ vào nữa thì nó sẽ hay. Xem cái bản update sắp tới của ngày 25 này này, nó sẽ ra cái bản update mới. Thì cái đây có thể là sẽ thay đổi được cái ngoại hình của tướng khi mà lên đỏ, tướng main ấy, khi mà lên đỏ, cũng như là cái cái trang bị của chúng ta thì có thể là sẽ đột phá được lên trang bị đỏ. Rồi thì sắp tới thì sẽ update để sẽ review thử cho anh em xem là cái update như thế thì nó sẽ khó khăn hay là nó dễ dàng cho anh em. Ôi rồi, xong đánh cái hàng hai đứa thì đánh một đứa phí quá. Và mọi người khi mà xem xong cái clip của mình thì hãy cho mình một cái nút like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là tạo động lực cho mình tiếp tục làm cái clip tiếp theo. Cũng như là khi mà anh em xem clip ấy thì có quảng cáo thì anh em nhớ có thể là hỗ trợ mình bằng cách là xem hết toàn bộ cái quảng cáo đó, cũng như là có thể là click vào cái quảng cáo đó để vào cái tải ứng dụng hoặc là vào cái trang web của nhà quảng cáo ấy. Anh em cứ để nó khoảng tầm 30 giây hoặc có thể hơn nữa thì anh em có thể là tải cho mình cái ứng dụng đó cũng được. Đơn giản thôi, nó cũng để gọi là cái cách ủng hộ mình để có thể là kiếm được cái tiền quảng cáo từ bên YouTube, cũng như là các cái đường link gift code, đường link tải game thì mình cũng đã chèn thêm cái phần liên kết rút gọn để có thể là kiếm được cái tiền từ cái link rút gọn đó. Thì anh em đừng có phàn nàn nhiều quá là về cái vụ mà kèm chèn cái đường link đó thì sẽ mất thời gian ghép link hoặc là mất cái thời gian để anh em tải game. Thì anh em cũng phải hiểu cho mình là mình muốn làm cái đó để có thể là tăng được cái thu nhập của mình về cái bên kiếm tiền ngoài YouTube. Không phải là cứ anh em cứ nghĩ trong đầu là cái YouTube làm nắm tiền đâu, thực ra không phải đâu anh em ạ, rất là ít đấy, không như anh em nghĩ đâu. Và dạo này cái YouTube của nó làm rất là chặt nên cái khả năng kiếm tiền của mình nó bị giảm rất là nhiều. Đó thì anh em ủng hộ mình bằng hai cách đó. Thì cái đường link của group mình cũng để ở phần mô tả video, anh em có thấy hứng thú vào cái group thì anh em có thể là click vào đó thì mình sẽ duyệt luôn cho anh em vào. Ở đây thì cái group Review Game thì update toàn bộ những cái gift code mới, cũng như là các câu hỏi của những cái bạn mới chơi lâu năm rồi. Em có thể đăng vào đó thì mọi người có thể hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau chơi game. Không phải là riêng cái tựa game OMG 3Q đâu nhá, rất nhiều tựa game khác mà mình sắp tới sẽ làm. Thì mọi người có thể vào đó để hỏi cũng như là giúp đỡ nhau. Rồi xin phép anh Đức là mình có thể là mượn cái này để mà mình quay 6 cái này để xem có ra con tướng cam nào không nhá. Quay thử xem nào. Anh đã tịnh được 6 cái thẻ này. Ra con tướng cam gì đã ui dụng rồi. Tư chất 10 bán đã được mấy thí, bán đã được cái gì luôn. Thôi vậy thôi, quay cái tướng cam ra nào. tục. Đó thì về cái phần mà kiếm tướng đỏ anh em nhá, anh em chú ý cái phần kiếm tướng đỏ. Tướng đỏ thì kiếm nó cũng gọi là không khó khăn đâu, nhưng mà cũng mệt phết đấy. Về cái phần quay tướng thì anh em đã biết rồi đấy, tích nhiều cái kim nguyên bảo vào, sau đó anh em đi quay tướng, tích càng nhiều, quay càng nhiều tướng, có thể là cái tỷ lệ anh em ra hẳn một con tướng rất là dễ hơn, chứ không phải ra mảnh. Tiếp theo là em chú ý quan trọng, có chú ý cái quan tâm đến cho mình cái quần anh tranh bá nhá. Anh em nhớ là làm, đừng quên là làm cái nhiệm vụ này đấy. Đừng quên là làm cái nhiệm vụ này để cho anh em kiếm được cái tướng đỏ cho tem mình. Đó, tướng đỏ đây. Có 50 mảnh, 50 cái này gọi là cái mẹ gì nhỉ? What the fuck. Cái này nó gọi là vinh huy. Kiếm là 50 cái vinh huy thì được một mảnh tướng. Cứ chịu khó mà làm, kiểu gì cũng có tướng cho anh em nghịch. Đó. Nếu mà anh em mà thấy cái clip của mình nó có sơ sài tí thì anh em có thể comment cho mình ở phía dưới phần mô tả, phía dưới cái phần comment ấy, góp ý cho mình là xem là nên làm cái gì cho nó hay. Chứ mình thấy anh em xem thì chẳng comment gì cả, nên mình cứ làm theo cái mô típ cũ của mình thôi. Anh em nào thì thấy nó hơi xàm thì có thể bỏ qua clip và không xem kênh. Còn nếu mà thấy thú vị thì cứ đăng ký kênh cũng như là like cho mình cái clip này thôi. Rồi sẽ cũng như những cái clip khác thì mình sẽ cho đi solo với cái hảo hữu trong cái phần hảo hữu này, và cùng cái lực chiến giống như lực chiến của mình, 7 triệu kiếm cái ác là 7 triệu lực chiến, hoặc là thấp hơn hoặc là cao hơn. 7 triệu 6 triệu 97, đéo có 7 triệu rồi. À đấy, sát long VIP 3 bang sát đánh đấm thử xem nào, xem cái trận hình một chút. Trận hình xem trong quần này, nuôi cả lô trực. What the fuck, sao lại cho con giả hổ đây nhỉ? Anh em phải bỏ con giả hổ này, thay vào con Vũ Cát hoặc là con Trần Đăng chứ, con hồi lộ chứ nhỉ, sao lại cho con giả hổ làm gì? Thôi kệ đi, đấy là cái đội hình của họ. Mình thì mình cứ đi solo thôi. Rồi, solo thử anh em nhá. Nói chung là game thì càng về sau thì chắc chắn là sẽ dễ sống hơn cho anh em, chứ không khó như những cái ngày đầu ra game. Càng lên level cao thì kiếm được những cái đồ cam kiếc các kiểu rất là dễ đấy, không phải khó như anh em nghĩ đâu, cứ chịu khó cày một tí. Wow, chọc phát chết bà con nô trực rồi. Nhiều anh em thắc mắc có hỏi là cái tướng nào trong cái đội hình của 4 nước là hồi máu nhất. Mình xin khẳng định lại một lần nữa, đây chính là vẫn là con Hoa Đà anh em nhá. Hoa Đà là con tướng hồi máu kinh khủng nhất trong 4 nước. Quần Ngụy Ngô Thục. Mã Siêu chọc vãi đái thật anh em ạ. Còn Mã Siêu với lại con Hảo Đồn, hai con tướng chọc như chọc móc cua vậy, kinh cả lên, chọc đau cực kỳ luôn. Cầm cái gậy chọc, tìm lỗ mà chọc, cứ tìm lỗ chọc thủng cả người luôn. Anh em nghĩ là cái đội hình bên mình có thắng được không? Bây giờ Khương Duy, hiện tại sắp tới sẽ lô trực, con lô trực sẽ bị fit cái chiêu thức giảm sức mạnh. Anh em mau chóng chuyển lô trực sang Vũ Cát đi anh em. Đấy là nghe đồn đấy nha, còn mình chưa biết là thế nào đâu, nghe đồn thế thôi. Thua rồi, trận hình này thua rồi. Tem mà đã có tem quần ấy mà đã có con Vũ Cát này, kiểu gì cũng phải có con tả từ. Và đã có con tả từ có Vũ Cát thì cái có con giả hổ kia cũng khá là ok đấy. Nhưng mà mình thấy giả hổ nó hơi yếu yếu của gì ạ. Rồi, thua. Bên Săn Long 7 triệu 55 nghìn, 7 triệu 5 nghìn đấy. Ở đây là 7 triệu 7 nghìn vẫn thua. Bên quần khá là khỏe đấy. Anh em cứ chơi trong quần đi. Lúc đầu chơi, lúc đầu build, lúc đầu thì hơi yếu thật đấy, nhưng mà về sau khỏe lắm. Nó hút giật độc, giật điếc kinh sợ luôn. Rồi thì cái clip bốc phét của mình về cái đội hình thục này thì cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn anh Đức đã cho mình mượn cái arc này để làm cái clip trên. Anh em có thắc mắc gì có thể là inbox trực tiếp cho anh Đức, mình sẽ để phần mô tả video cũng như là comment ở dưới cái phần video này. Mình sẽ trả lời những comment là mình sẽ biết trả lời. Đừng quên là đăng ký kênh cũng như là like và share cái clip này, và tham gia group Review Game mình để ở dưới phần mô tả video. Anh em click cũng như là ghi code và click quảng cáo cho mình, hộ mình nhá. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại vào cái clip tem quần sắp tới với 6 triệu lượt chiến VIP 1. Anh em nhớ đón đọc nhá, nhớ đón xem. Rồi, xin chào nhá.